Trong đoạn clip, chúng ta đã thấy một con hươu cao cổ đang bị một đàn sư tử tấn công. Những con sư tử đang vồ vào phía sau con hươu, nhưng đều bị con hươu đá văng ra, cú đá nhìn rất uy lực. Cuối cùng là cái kết ối rồi ôi cho con sư tử luôn.